Hoàng Anh xin chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong bản tin tối thứ tư ngày 5 tháng 7 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ Canada và tỉnh bang Quebec ngừng quảng cáo trên Facebook và Instagram khi Meta tuyên bố là chặn tin tức của Canada. Những người đang có nợ mortgage sẽ được miễn một số phí một nhà máy hạt nhân mới có quy mô lớn sẽ được xây dựng ở tỉnh bang Ontario. Xe hơi bay điện đầu tiên trên thế giới nhận được sự chấp thuận cho bay thử nghiệm ở Mỹ. Tỉnh bang Ontario cấm thuê lao động tạm thời từ các cơ quan không có giấy phép bắt đầu vào năm tới. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý. Để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một đợt nắng nóng khắc nghiệt vẫn đang tiếp diễn trên khắp tỉnh bang Ontario và Quebec vào thứ Tư hôm nay. Thành phố Toronto và đại đô thị Toronto đang dưới cảnh báo nắng nóng trong ngày thứ hai liên tiếp. Bộ môi trường Canada dự báo là nhiệt độ sẽ lên đến trên 30 độ C và với độ ẩm thì nhiệt độ lên đến khoảng 40 độ C. Cơ quan này cũng đã đưa ra các cảnh báo về nguy cơ cao đối với các bệnh liên quan đến nhiệt. Các khu vực phía bắc ở tỉnh bang Ontario được dự báo là sẽ có thời tiết mát mẻ hơn một chút vào thứ năm, nhưng phần còn lại của tỉnh sẽ phải đợi đến thứ sáu thì đợt nắng nóng mới đi qua. Không khí nóng và ẩm cũng có thể làm giảm chất lượng không khí. Với nhiệt độ qua đêm dao động khoảng 20 độ C, không giúp giảm bớt nhiều cái nóng ngột ngạt trong ngày. Vì vậy, thành phố Toronto đã kéo dài thời gian mở cửa các bể bơi ngoài trời đến 11 giờ 45 tối tại bảy địa điểm. Môi trường Canada cũng cảnh báo mọi người hãy theo dõi các tác động của bệnh nhiệt, chẳng hạn như là chuột rút, ngất xỉu và sưng tấy. Những người đang có nợ mortgage sẽ được miễn một số phí, cơ quan tiêu dùng tài chính Canada gọi tắt là FCAC đã xuất bản một bộ hướng dẫn mới để tiêu chuẩn hóa cách thức mà các tổ chức cho vay do liên bang quản lý cung cấp khoản vay thế chấp cho người tiêu dùng đang gặp khó khăn do áp lực của lãi suất tăng cao cách tiếp cận mới có thể giúp một số chủ sở hữu thế chấp tiết kiệm được các khoản phí và phí phạt đi kèm với việc tái cấp vốn như là refinance trả một lần tức là pay lump sum hoặc là thay đổi các điều khoản của khoản vay cũng như là không tính lãi trên tiền lãi Hướng dẫn mới của FCAC tập trung vào những người có nguy cơ vỡ nợ thế chấp do các khoản thanh toán cao hơn và chi phí sinh hoạt gia tăng. Bộ hướng dẫn mới này đánh dấu việc thực hiện lời hứa từ ngân sách năm 2023 của đảng Tự do, cam kết thiết lập một bộ quy tắc ứng xử để bảo vệ những người đang có nợ vay thế chấp. Người dân ở tỉnh BC sẽ nhận được khoản hoàn tiền thuế khí hậu trong tuần này. Nếu bạn thấy một khoản tiền gửi bất ngờ trong tài khoản ngân hàng của mình vào sáng nay thì đó có thể là do các đợt đầu tiên của việc tăng tín dụng thuế hành động khí hậu của tỉnh British Columbia được triển khai bắt đầu từ hôm nay. Những người độc thân ở tỉnh BC có thu nhập ròng hàng năm dưới mức 61.465 đô la đủ điều kiện nhận tối đa là 447 đô la trong năm nay, tăng 250 đô la so với năm 2022 và một gia đình 4 người có tổng thu nhập dưới 89.270 đô la có thể nhận được tới 893,50 đô la, cao hơn 390 đô la so với năm ngoái. Theo tỉnh bang thì khoản tín dụng thuế được thiết kế để bù đắp tác động của thuế carbon của tỉnh đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Tỉnh BC cũng sẽ tiếp tục nâng ngưỡng thu nhập đủ điều kiện cho đến khi khoảng 80% hộ gia đình của tỉnh BC đủ điều kiện. Các cá nhân và hộ gia đình không cần đăng ký nhận tín dụng thuế hành động khí hậu này vì tín dụng này được xác định và tự động tính toán khi bạn khai thuế. Khoản tín dụng này là hàng năm nhưng được trả hàng quý vào khoảng ngày mùng 5 của các tháng 7, tháng 10, tháng 1 và tháng 4. Mặc dù đó là khoản tín dụng cấp tỉnh, nhưng khoản tiền gửi sẽ cho biết khoản tiền đó là từ chính phủ Canada vì khoản tiền này được thanh toán thông qua cơ quan doanh thu Canada cùng với khoản tín dụng GST HST của liên bang. Nếu bạn chưa nhận được thanh toán này thì hãy chờ một chút, các khoản tiền gửi có thể mất 10 ngày để đến với bạn. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin điện thoại 905 920 1463. Theo một báo cáo vận chuyển mới được công bố từ Hội đồng Thương mại vùng Toronto cho biết, thành phố Toronto có dịch vụ giao thông công cộng kém tin cậy nhất vào năm 2022 so với các đô thị khác trong khu vực. Trong khi thành phố Toronto và Mississauga đều nhận được điểm tổng hợp khoảng 69% hay là điểm chữ B, Toronto thì có điểm thấp nhất về độ tin cậy của phương tiện giao thông với chỉ 58% các chuyến đi đúng giờ các đô thị khác thì đạt trên 70% về độ tin cậy. Điểm số thấp hơn của Toronto được cho là do các vấn đề tắc nghẽn và thường xuyên chuyển hướng do xây dựng. Báo cáo này đề xuất là Toronto cần mở rộng dịch vụ xe bus tốc hành, thêm nhiều tuyến xe điện, giải quyết các vấn đề an toàn trên TTC và tích hợp giá vé với Go Transit. Ngoài khu vực Toronto, Oakville và Milton đồng hạng kém nhất. Báo cáo cho biết là dịch vụ giao thông công cộng của Milton vẫn còn rất hạn chế đối với một thành phố mà đang phát triển nhanh chóng, trong khi dịch vụ ở Oakville đã giảm đáng kể kể từ năm 2010. Báo cáo cũng cho biết là các hệ thống giao thông công cộng trong khu vực đại đô thị Toronto cần cải thiện việc di chuyển đường dài và mở rộng giờ phục vụ để phù hợp với những người làm việc theo ca. 50 nhân viên bảo vệ tư nhân đi tuần tra tại các ca tàu điện ngầm xung quanh thành phố Toronto nhằm để giảm thiểu các vụ bạo lực sẽ tiêu tốn của người nộp thuế địa phương 2,3 triệu đô la vào tháng 9. Một báo cáo gần đây cho biết các nhân viên bảo vệ do Star Security cung cấp đã được chỉ định đến các trạm cao điểm. Các cuộc tuần tra đã được Ủy ban Giao thông Toronto, tức là TTC, giới thiệu vào tháng 1 và sẽ được duy trì cho đến ít nhất là tháng 9. Một báo cáo được viết cho hội đồng quản trị của TTC vào tháng 6 đã chốt chi phí của hợp đồng bảo mật ở mức 700.000 đô la từ tháng 1 đến tháng 4 và dự kiến là sẽ có tổng chi phí là 2,3 triệu đô la vào cuối tháng 9. Báo cáo này cũng cho biết là kể từ tháng 1, các vấn đề chống lại người đi xe đã giảm khoảng 36%. Tỉnh bang Ontario đang tìm cách xây dựng nhà máy hạt nhân mới quy mô lớn đầu tiên trong hơn 30 năm để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng của tỉnh. Bộ trưởng Năng lượng ông Todd Smith cho biết, Chính phủ đang xem xét một nhà máy mới trên địa điểm của trạm phát điện hiện tại của Bruce Power trên bờ hồ Huron ở Tiverton, tỉnh bang Ontario, để tạo ra công suất lên tới 4.800 MW, đủ để cung cấp điện cho 4,8 triệu hộ gia đình. Tỉnh cũng đã tiến hành các cuộc thăm vấn về ý tưởng và ông Smith nói rằng ông đã nghe được rất nhiều sự ủng hộ đối với hạt nhân mới nhằm chuẩn bị cho nhu cầu điện tăng cao vào những năm 2030 từ xe điện, sản xuất pin và xe điện mới cũng như là lò hồ quang điện để luyện thép. Bruce Power hiện đã bắt đầu tham vấn cộng đồng và tiến hành đánh giá môi trường để được liên bang phê duyệt nhằm xác định tính khả thi của một nhà máy hạt nhân khác. Tỉnh bang Ontario sẽ cấm thuê lao động tạm thời từ các cơ quan mà không có giấy phép Bắt đầu từ năm tới, tỉnh bang Ontario sẽ yêu cầu các công ty tuyển dụng phải có giấy phép để hoạt động. Các công ty này sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch và sẽ phải chịu tiền phạt nặng nếu họ vi phạm các quy tắc. Mức phạt cao nhất lên đến 50.000 đô la hoặc là bị cấm hoạt động vĩnh viễn ở tỉnh bang này. Bộ trưởng Lao động ông Monte McNaughton cho biết, Tôi đã thực hiện sứ mệnh bảo đảm rằng mọi công nhân trong tỉnh của chúng ta, bất kể tình trạng hậu chiếu như thế nào, đều được bảo vệ sức khỏe và an toàn. Tôi đã phạt rất nhiều tiền cho bất kỳ kẻ tội bại nào ngoài kia đang giữ lại hộ chiếu hoặc là giấy tờ xin thị thực lao động của những công nhân. Chúng tôi đã thành lập một nhóm đặc biệt đang điều tra các cơ quan mà giúp tìm việc làm tạm thời mà không đối xử với người lao động theo cách mà họ nên được đối xử. Để hoạt động thì các công ty tuyển dụng sẽ cần phải cung cấp 25.000 đô la dưới dạng thư tín dụng tiền bảo đảm được sử dụng để trả nợ lương của nhân viên. Các công ty xin cấp phép mà bị từ chối sẽ có 30 ngày để ngừng hoạt động. Giấy phép sẽ cần phải được gia hạn vào mỗi năm. Yêu cầu mới này là một phần của đạo luật làm việc cho người lao động của tỉnh bang Ontario và được công bố lần đầu tiên vào năm 2021. Luật này sẽ quy định về các công ty sử dụng các doanh nghiệp không có giấy phép để tuyển dụng nhân sự là bất hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Một báo cáo mới về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của tỉnh bang Alberta cho thấy, số trẻ sơ sinh của tỉnh Alberta mắc bệnh giang mai đang được gia tăng ở mức mà các chuyên gia cho là một tỷ lệ đáng báo động và không thể chấp nhận được. Ở Alberta, tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh giang mai đã tăng vọt từ mức 30,8 trên mỗi 100.000 người vào năm 2018 lên đến 169,1 vào năm ngoái. Cứ 50 trẻ sơ sinh thì gần 1 phần 5 số trường hợp đã chết non trong năm 2018 và 2022. Bệnh giang mai có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và thai chết lưu. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Đại học Alberta, tiến sĩ Amita Singh cho biết, xét nghiệm bệnh giang mai là một phần thường xuyên của chăm sóc trước khi sinh, nhưng nhiều người Alberta đang phải vật lộn với việc sử dụng chất kích thích và nhà ở không ổn định thường không nhận được sự hỗ trợ đó trong một tuyên bố người phát ngôn của alberta health cho biết họ tiếp tục theo dõi tỷ lệ ngày càng gia tăng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục và lây truyền qua đường máu trong tỉnh đặc biệt là sự gia tăng liên tục của bệnh gian mai truyền nhiễm đang bùng phát trở lại trên toàn cầu lý do cho sự gia tăng này vẫn chưa được biết đầy đủ nhưng có thể có nhiều yếu tố góp phần vào sự gia tăng này chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư có mục tiêu để ngăn ngừa lây nhiễm và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho những người sống chung với các bệnh lây nhiễm này Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO đang nhắc nhở lại các mối đe dọa đối với công viên quốc gia lớn nhất Canada, kêu gọi hành động đối với các dầu, Báo cáo của UNESCO kết luận rằng, Công viên quốc gia Wood Buffalo, trải dài trên vùng giáp ranh giữa Northwest Territories và Alberta, không nên để mất vị trí trong danh sách di sản thế giới vào thời điểm này. Công viên quốc gia lớn nhất của Canada này vẫn đang chịu các mối đe dọa môi trường từ các con đập, sự phát triển của các mỏ dầu và biến đổi khí hậu. Khoảng một nửa nguyên nhân làm cho công viên này trở thành một nơi đặc biệt đang xuống cấp chủ yếu là do chất lượng nước và lượng nước Báo cáo cho biết cần hiểu rõ hơn về tác động của đập Bennett đối với dòng nước. Không nên có thêm bất kỳ con đập nào trong tương lai, giống như là dự án Emmis được tiến hành mà không có nghiên cứu. Năm trong số 17 khuyến nghị của báo cáo liên quan cụ thể đến các mối đe dọa do các mỏ dầu thượng nguồn của công viên gây ra. Báo cáo này cũng kêu gọi Canada khẩn trương tiến hành đánh giá rủi ro độc lập về mối đe dọa do các ao chứa chất thải các dầu gây ra vào trước cuối năm 2024 và việc giám sát môi trường của các mỏ dầu cần được cải cách. Chính phủ Liên bang Canada và tỉnh bang Quebec sẽ ngừng quảng cáo trên Facebook và Instagram do căng thẳng giữa chính phủ và các đại gia công nghệ. Quyết định được đưa ra sau khi công ty Meta là công ty mẹ của Facebook và Instagram công bố kế hoạch chặn nội dung tin tức của Canada để đáp lại đạo luật tin tức trực tuyến của Canada Luật này quy định các công ty công nghệ khổng lồ phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông cho nội dung được chia sẻ trên nền tảng của họ. Bộ trưởng Di sản ông Pablo Rodriguez đã chỉ trích Meta vì đã từ chối đàm phán và chặn nội dung như một phép thử. Google cũng đã tuyên bố ý định chặn tin tức của Canada khi luật này có hiệu lực, nhưng chính phủ đang đàm phán với công ty này. Quebec Core Inc., một công ty truyền thông và viễn thông đã ngay lập tức rút quảng cáo khỏi các nền tảng của Meta với lý do là công ty này từ chối đàm phán bồi thường cho các công ty truyền thông. Thủ hiến Quebec ông François Legault cũng đã thông báo ngừng quảng cáo trên Facebook để đáp lại các hành động của Meta. Các công ty truyền thông cũng đã bắt đầu rút quảng cáo khỏi các nền tảng truyền thông xã hội và thông báo cho người đọc và người xem cách truy cập tin tức trực tiếp. Chính phủ dự định là sẽ tiến hành thực hiện các quy định cho đạo luật tin tức trực tuyến trong những tháng tới. Xa hơi bay bằng điện đầu tiên trên thế giới nhận được sự chấp thuận cho bay thử nghiệm ở Mỹ. Chúng ta đang tiến một bước gần hơn đến việc sống trong một thế giới mà xa hơi bay lượn trên đầu. Khởi đầu là một cuộc gặp gỡ giữa bốn người bạn trong một quán cà phê vào năm 2015, kết thúc bằng một bản phát thảo chiếc xa hơi bay trên chiếc khăn ăn. Nhiều năm sau, những người sáng lập của Aleph Aeronautics là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, đã nhận được sự chấp thuận để bắt đầu thử nghiệm xa hơi bay – Model A hoàn toàn bằng điện của họ từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA. Chiếc xe hơi này vừa chạy được và vừa bay được. Công ty này đã được phép bắt đầu thử nghiệm chiếc xe hơi mà họ gọi là chiếc xe hơi bay thực sự đầu tiên trên thế giới vào ngày 27 tháng 6. Sau khi nhận được chứng nhận đủ điều kiện bay đặc biệt từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, các chuyên gia cho biết chiếc xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Cục Quản lý An toàn Giao thông và Đường cao tốc quốc gia trước khi người tiêu dùng có thể sử dụng hàng ngày. Công ty Aleph đặt mục tiêu đưa xe hơi của mình bay lên vào năm 2025. Xe bay của Aleph có giá là 300.000 đô la Mỹ và phạm vi hoạt động là 175 km, phạm vi đi trên đường bộ khoảng 320 km. Mặc dù phương tiện này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng công ty Aleph đã đặt mục tiêu bắt đầu giao hàng vào cuối năm 2025. Công ty này hiện đang nhận đơn đặt hàng trước cho chiếc xe trên trang web của mình phương tiện này có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng như là bay trên cao ở trên các phương tiện giao thông và con đường công ty alex cho biết là họ hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề tắc nghẽn giao thông bằng cách đổi mới sáng tạo trong phương tiện đi lại tốt nhất tiếp theo với xe hơi bay của mình tỉnh bang ontario phát minh ra cây đóng gói mà có thể cảnh báo thực phẩm bị nhiễm khuẩn một nhóm các nhà khoa học từ Đại học McMaster ở Hamilton đã phát minh ra một loại cây đóng gói mới có khả năng giúp phát tín hiệu khi vi khuẩn Salmonella và các chất gây ô nhiễm nguy hiểm khác có trong gói thực phẩm sống hoặc là chính. Dự án Lab in a Package của McMaster với sự tham gia của các đồng nghiệp từ kỹ thuật y sinh, cơ khí và hóa học, cũng như là y học và hóa sinh hy vọng là loại cây này sẽ như một hệ thống cảm biến, thông minh, giúp người tiêu dùng có thể phát hiện các chất gây ô nhiễm từ thực phẩm như là E. coli và Listeria. Sau khi được thương mại hóa thì công nghệ dựa trên cảm biến này sẽ cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng biết trong thời gian thực liệu một gói thực phẩm được niêm phong có bị nhiễm bẩn hay không mà không cần phải mở ra. Đồng trưởng nhóm nghiên cứu và nghiên cứu sinh tiến sĩ Akensha Prasad cho biết họ hy vọng công nghệ này sẽ cứu sống và giảm lãng phí thực phẩm cho người tiêu dùng đồng thời tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất. Tại thời điểm này thì các nhà nghiên cứu cho biết là công nghệ này chỉ đơn giản đưa ra một chỉ số có hoặc không liên quan đến việc thực phẩm đó có thể ăn được hay không. Một người đàn ông tỉnh BC đi vòng quanh thế giới trong 8 năm mà không cần máy bay, tàu hỏa hay là xa hơi. Trong 8 năm qua, Marcus Buchanan, đã đi vòng quanh thế giới, một chuyến đi dài hơn 73.000 km được thực hiện mà không cần máy bay, tàu hỏa hay là xa hơi. Pukkanen đến từ Tofino, tỉnh BC, rời Toronto bằng Cano vào tháng 7 năm 2015. Anh trở lại Canada vào ngày 2 tháng 7 năm 2023 bằng xe đạp băng qua biên giới Hoa Kỳ tại thác Niagara. Trong nhiều năm thì anh đã đạp xe bằng tay, xe ba bánh, trượt tuyết, chèo thuyền khai giác đi ván chào đứng, đạp xe, chèo thuyền và đi bộ, đầu tiên là vòng quanh Canada và sau đó là khắp hành tinh. Anh đã đi thuyền qua Thái Bình Dương, đạp xe qua Đông Nam Á và đi trên nhiều loại thuyền khác nhau trong nhiều năm. Sau đó thì bị mắc kẹt ở Rishikesh ở phía bắc Ấn Độ trong đại dịch. Khi lệnh phong tỏa đầu tiên được dỡ bỏ sau 8 tháng ở thị trấn đó thì Pukkonen đạp xe qua Ấn Độ. Anh ta nói rằng anh ta đã mua một chiếc thuyền buồm dài 27 feet ở phía nam Ấn Độ và sau đó đi thuyền qua Ấn Độ Dương đến Seychelles và sau đó là Châu Phi. Anh đã đi thuyền vòng quanh mũi hảo vọng ở Nam Phi, băng qua Nam Đại Tây Dương vào vùng Caribbean và sau đó là đến Florida, nơi anh xuống thuyền bơm và sau đó bắt đầu chèo ván dọc theo bờ biển và cuối cùng là đi trên đường mòn Appalachian trong một ngàn dặm. Pukonan cho biết là có nhiều khoảnh khắc thử thách trong suốt cuộc hành trình trong đó, một trong những thử thách khó khăn nhất là trượt tuyết qua British Columbia vào giữa mùa đông. Anh nói tôi phải bới tuyết dưới gốc cây, đốt lửa, nấu ăn trên lửa, ngủ trong một chiếc túi nhỏ giống như là túi ngủ không thấm nước và rất khó sống sót trong thời tiết lạnh cống. Tôi tự nhủ là tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Một trong những thử thách lâu dài nhất mà tôi phải đối mặt là sống sót trên những con đường trên khắp hành tinh nhưng cụ thể hơn là ở châu Á, nơi ô nhiễm và khói bụi trên đường rất nghiêm trọng, và bạn đang hít thở khí thải đen từ xa hơi, và họ đang bóp còi in ỏi bên tai bạn mỗi khi bạn đi ngang qua. Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi trong toàn bộ hành trình mà Pukonan nói rằng anh thực sự cân nhắc việc bỏ cuộc, đó là trong chuyến đi từ Ấn Độ đến Seychelles. Bạn nên mua gì và không nên mua gì ở Canada trong tháng 7? Trong tháng 7 thì có một số cơ hội để nhận được các ưu đãi lớn và tiết kiệm trong danh sách mua sắm của bạn ở Canada. Theo Jennifer Laforge là tổng giám đốc tại Rakuten.ca đã gợi ý rằng Hãy để ý đến đợt giảm giá lớn nhất trong năm của Amazon, ngày Amazon Prime Day, thường được tổ chức vào tháng 7. Nhiều nhà bán lẻ cạnh tranh với Amazon bằng cách cũng cung cấp các đợt giảm giá và ưu đãi trong thời gian này. Chẳng hạn như là giảm giá tại cửa hàng, giao hàng miễn phí và nhận cashback. Một số cửa hàng thường có những ưu đãi cạnh tranh với Amazon Prime Day gồm Best Buy, Walmart, Samsung, Canadian Tire, Staples, The Bay, Old Navy và Sportcheck. Tháng 7 cũng là thời điểm mà hầu hết các nhà bán lẻ bán hàng thanh lý nửa năm, bao gồm cả giày dép. Trong các đợt giảm giá này thì bạn nên so sánh giá cả và sản phẩm tại các nhà bán lẻ khác nhau để tiết kiệm được nhiều nhất. Hãy lập kế hoạch mua hàng của bạn một cách chiến lược và biết khi nào và ở đâu để có thể giúp bạn tìm được những ưu đãi mua sắm tốt nhất. Những món đồ tốt nhất để mua ở Canada vào tháng 7 là gì? Mặc dù trường học có thể vừa kết thúc, nhưng các mặt hàng tụ trường sẽ có sẵn trong các cửa hàng và cô Laforte khuyên là bạn nên bắt đầu mua sắm sớm để tránh được cơn sốt tháng 8 và nguồn cung hạn chế. Đồng thời bạn cũng có thể tận dụng được dịp Amazon Prime Day các thiết bị và máy điều hòa không khí sẽ được giảm giá trong tháng này, nhưng hãy nhớ là mua sắm sớm. Bạn cũng sẽ muốn tìm kiếm các đợt giảm giá về tất cả những thứ ngoài trời, đặc biệt là đồ trang trí sân vườn cũng như các công cụ và DIY. Còn không nên mua gì trong tháng 7. Các thiết bị ngoài trời theo mùa như là máy cắt cỏ sẽ được giảm giá thêm vào tháng 8. Để bảo đảm bạn nhận được ưu đãi tốt nhất thì hãy đợi thêm một tháng nữa. Tránh mua vé du lịch cho đến tháng 9 nếu bạn có thể, nhưng bạn có thể tìm mua vé đến các điểm tham quan địa phương, những nơi mà đang muốn bán hết vé vào cửa mà còn tồn lại. Gần đến cuối tháng thì bạn có thể thấy thời trang mùa thu lên kệ, nhưng hãy cố gắng đợi. Cuối cùng, hãy tạm dừng các mặt hàng điện tử vì sẽ có đợt giảm giá lớn vào gần mùa tụ trường có thể đáng để chờ đợi. 6 loại thực phẩm này mà bạn có thể ăn khi đã quá hạn sử dụng ủy ban thường vụ hạ viện về nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp đã đưa ra các khuyến nghị để giảm lãng phí thực phẩm ở canada bao gồm cả việc loại bỏ hàng sử dụng tốt nhất trên các sản phẩm của cửa hàng tạp hóa mục đích là để giải quyết vấn đề chi phí lương thực tăng cao và ngăn chặn việc loại bỏ thực phẩm an toàn có thể tiêu thụ được một cách không cần thiết báo cáo nhấn mạnh rằng best before date thường bị hiểu nhầm là hạn sử dụng và chúng cho thấy độ tươi ngon nhất chứ không phải là độ an toàn Người tiêu dùng có thể đưa ra đánh giá của riêng mình về chất lượng và độ an toàn của các mặt hàng thực phẩm. Các yếu tố như là bề ngoài, mùi và vị có thể giúp xác định xem một sản phẩm có còn phù hợp để tiêu dùng hay không. Thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao hơn, chẳng hạn như là thịt, sữa và đồ ăn sẵn nên được tiêu thụ trước hạn sử dụng. Tuy nhiên bạn cũng nên dựa vào các giác quan của mình và kiểm tra hình thức bên ngoài, mùi và vị của thực phẩm để xác định xem Thực phẩm đó có an toàn để ăn hay không? Sau đây là một số thực phẩm an toàn để ăn quá hạn sử dụng. Phô mai cứng tức là hard cheese. Phô mai cứng thường an toàn để ăn trong nhiều tháng sau hạn sử dụng tốt nhất tức là sau best before date. Quá trình lão hóa của phô mai cứng chẳng hạn như là cheddar hoặc là parmesan sẽ làm phô mai thơm hơn và ngon hơn. Tuy nhiên điều quan trọng là cần được bảo quản đúng cách để không bị hỏng. Bạn nên bọc chặt phô mai cứng trong màng bọc thực phẩm hoặc là giấy sáp để tránh không khí lọt vào gây mốc. Sau đó bạn nên bảo quản nó ở nơi khô ráo, thoáng mát, chẳng hạn như là tủ lạnh hoặc là phòng mát. Để kiểm tra xem phô mai cứng có an toàn để ăn hay không, hãy tìm các dấu hiệu hư hỏng chẳng hạn như là nấm mốc, thay đổi kết cấu hoặc là có mùi khó chịu. Nếu phô mai có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này thì đừng ăn. Nếu phô mai đã để ngoài tủ lạnh trong một thời gian dài, tốt nhất bạn nên bỏ đi. Tiếp theo là bơ, butter. Bơ quá hạn sử dụng vẫn an toàn nếu được bảo quản đúng cách và không có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Bơ có thể để được đến một năm. Giữ bơ của bạn trong hộp kín trong tủ lạnh để ngăn bơ hấp thụ bất kỳ mùi hoặc là hương vị nào từ các thực phẩm khác. Nếu có nhiều bơ thì bạn cũng có thể bảo quản trong tủ đông nhưng nhớ bọc kỹ bằng màng bọc, thực phẩm hoặc là giấy nhôm để tránh bị cháy lạnh. Khi xác định xem bơ có an toàn để ăn hay không thì hãy tìm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, chẳng hạn như là nấm mốc, mùi lạ hoặc là sự thay đổi về kết cấu hoặc là màu sắc. Tiếp theo là bánh mì. Bánh mì là một loại thực phẩm khác mà bạn có thể cảm thấy an toàn khi ăn sau hạn sử dụng. Bánh mì sẽ bị khô cứng nhưng miễn là không bị mốc thì vẫn an toàn để ăn. Nếu bánh mì đã bị khô cứng nhưng bạn không muốn vứt đi thì hãy thử nướng hoặc dùng để làm vụn bánh mì. Bánh mì tự làm nhanh hỏng hơn vì không có bất kỳ chất bảo quản nào, bạn có thể giữ bánh mì tươi lâu hơn bằng cách bảo quản trong tủ lạnh. Các dấu hiệu cho thấy là bạn không nên ăn bánh mì bao gồm mốc, có mùi chua hoặc là kết cấu nhầy nhụa. Tiếp theo là thực phẩm đóng hộp. Thực phẩm đóng hộp được coi là an toàn để ăn sau hạn sử dụng miễn là hộp còn nguyên vẹn và thực phẩm bên trong trong và có mùi bình thường. Đồ hộp được thiết kế để tránh không khí và ánh sáng, hai yếu tố gây hư hỏng thực phẩm. Để bảo đảm rằng thực phẩm đóng hộp của bạn luôn an toàn, điều quan trọng là phải bảo quản đúng cách. Bảo quản thực phẩm đóng hộp ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc là nguồn nhiệt. Tránh lưu trữ chúng ở những nơi ẩm ướt vì điều này có thể khiến lon bị rỉ sát. Khi hộp đồ ăn có vết lõm, rỉ sát hoặc là sinh tấy, bạn nên vứt bỏ hộp và thức ăn bên trong Ngoài ra nếu cảm thấy hộp nhẹ hoặc là nếu có bất kỳ rò rỉ nào, tốt nhất bạn nên loại bỏ thực phẩm. Khi bạn mở hộp nếu thức ăn bên trong trong hoặc có mùi bất thường thì đừng ăn. Và cuối cùng là ngũ cốc khô. Ngũ cốc không bị hỏng giống như là các mặt hàng dễ hỏng như thịt hoặc là các sản phẩm từ sữa vì là thực phẩm chế biến được thiết kế để có thời hạn sử dụng dài. Các loại ngũ cốc thường được sấy khô và trộn với các thành phần khác như là đường, muối và chất bảo quản những thành phần này giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật khác có thể làm hỏng thực phẩm. Nói chung thì ngũ cốc vẫn có thể ăn được khi đã quá best before date một năm. Để bảo quản ngũ cốc, tốt nhất bạn nên để ngũ cốc trong một hộp kín ở nơi khô ráo và thoáng mát. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa độ ẩm và sâu bệnh xâm nhập vào ngũ cốc và ảnh hưởng đến độ tươi. Đối với các dấu hiệu cho thấy là ngũ cốc đã bị hỏng, bạn thường có thể biết bằng cách tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của độ ẩm, sâu, bệnh hoặc là mùi lạ. Ngoài ra thì nếu ngũ cốc đã thay đổi màu sắc hoặc là kết cấu, tốt nhất bạn nên vứt bỏ. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, 1 đô la Canada đang đứng ở mức 0,7534 đô la Mỹ và bằng 0,6930 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được 17.843 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ đổi được 23.701 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 1.914,80 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.543 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin tức Canada nổi bật trong ngày, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới đáng chú ý trong ngày cùng với MC Hoàng Ngọc xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn hoàng anh xin kính chào tạm biệt